Nhà mình có mỏ thôi, ngõ thôi đúng không? Đây giờ như thầy có tối mà hôm nào đắp máy à? Ừ. Tối mà còn tội vậy ra trời. Bên 72 trời trời. Mấy máy rồi? 72 là 2 game rồi. Có tập môn thế thôi chứ không? Đi thi quận bóng rổ, thành phố luôn. Ừ. Qua cấp 12. Cái đứa trai cái mông nó ra mồ hôi kìa. Dễ lên mụn lắm. Lại có thằng cu mà trong đội đá banh á. Thằng cu đang thui nhá. Cũng chẳng biết nữa. Nhìn thấy láng cái chỗ này ra nó sạch rồi. Ừ, mấy cái mụn nghe sạch. Bé nhà đối diện mình nè. Bữa ra ăn ốc ở trùi nhìn cái mẹ bớ khót dễ sợ. Trán này với hồi mới qua cái mụn nó rồi nó thâm 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 đó. Này những đỡ bé bạn tuổi em ít người không hợp lắm. Em vậy nè, có kem đó em về quê em ba bữa đó em không bôi đó, nó sừ nó sần nó mặt em chịu không nổi luôn. Bữa bé Trinh nó kêu, nó nói gì hả? Chị có mụn không đưa đem này cho. Bé Trinh nói gì hả? Bây giờ đi thơ 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 không được đau mụn chị. Khó lắm. Chị khó nạn lắm. Nạn lá lên lệ rồi. Mà chị không dám đưa cho ơi. Mày đi dọc vô mẹ không mà. Nạn lệ đi chứ. Kỹ lắm trời. Đó là bụng giò nên bụng khó rồi nè. Ừ. Có lời do cái da của chị là như giàu á. Bụng nó trân trân bóp lắm. Do ai vậy mà? Giờ kia bây giờ nó mỏng quá rồi. Cái dùng cái gì ta? Chưa chỉ dùng nhiều thứ lắm. Vì mượn tới nỗi mua già đuổi chân lâm chị nó to hết nha. Chị cũng đỡ đó chứ chị Hòa là hết cái mạc luôn. Chị Hòa nhìn xoa thì những da hồng hồ đẹp lắm. Chị gần cái nó rồi. Nó rót lắm, y như cầu vậy đó chứ. Ly hắn lột ra mà cái do chị hắn hơi bị mó hồng bị đó, đó lột lắm mà ổng do kinh lắm. Ừ, cái xong cái lan từ do tự nhiên hôm nay ngủ cốm quá trời trời luôn, do yếu lắm. Cái là chị không có biết giữ á. Ừ. Cái là nói chị không biết đi nặng mụn mà mấy người kia đi lắng xì mụn lây nào xa này nó lột ra. Ở quán nôm chú chị có gian tập có trang bát trầm mi 500 mi thôi chứ. Ừ đó. Đó. Như chị Loan bán ở Đông Y. Đông Y đó cũng vậy nè.
phải rồi mình kia đó. Kinh lắm lây, nghĩ của bạn kêu nó kinh lắm, mình có chết trò rồi, con rây với hồng môn mẫn. Nó im ra ăn trời. Có sao là do cũng khô, cho mình nó chơi mới. Mà cũng không thấy mụn luôn. Như em bé nữa đó. Mà thầy do cắn lây là đó. Cái nồi cũng vậy. Chị ít lỗ hơn yên á chứ đúng không? Chị ít lỗ hơn yên á. Yên là lỗ luôn. Mặt đòn đẹp với cái quất lỗ vô cái nhìn cái hết xinh luôn á. Lỗ nhìn cái này. Ừ. Yên hồi xưa cảm mấy giá mình xuống bắt tím. Cảm về thùng lòn ấy rồi mà. Không biết được. À. Mình cứ tưởng đâu là filler nó còn đang nói chứ. Cái bát tim lao rồi mà. Đúng rồi, yêu còn nhắn tin vậy chứ lấy bữa cưới gì em. Mình chỉ có dù mà nhắn tin mà hỏi vậy. Không gì. Từ đó như chị về trẻ hôm có ra em chưa về rồi nè. Chào có chị về cái em nuôi ra chứ. Thử ngồi vậy đó. Đi mua đồ bên nó à. Bữa đó. Mua bà xin dầu đó, mua dùm đó đó. Đi mua đồ với nó à. Mà cho, tính là chồng chị không dễ đó chứ. Nhiều cho mày này cũng đang mua đồ nhiều cho chứ nói là mệt lắm. Mấy bữa mà chị mặc đồ mà mấy bữa chị mới về làm dao á, đó là chị hay mặc đồ lỗ rồi này nọ, nói chung là đồ mà ngán ngán đồ. Xuống nhòi được không? Ý là mấy bữa gì mà thay cả rất tốt mà muốn thở rúng á. Như bình thường không nói đi mạc ra mấy không nói thấy hơi thôi mình đi chơi mình mạc nữa đó. Xuống kinh chị ta muốn lên phố gì giờ cái bình thường chứ là ba mẹ nó mình đâu nó kìa. Đúng rồi chị tin quá mùa đen hơn chị. Ôi da ôi đùa. Ôi, bông tơ mà dán là tới đây nè, từ đây dán là tới đây. Đúng, da thâu bận dao kia chắc thua xoa rồi. Bà dao kia quê lắm. Ừ, bữa đó. Nhìn em tưởng là bà cô chị, em kêu mà bà cô chi mà trẻ á. Nó là không biết sửa soạn. Còn bà do là ngược rồi. Chị xóa luôn mà. Chị mới vô rầm. Chị thấy hả thầm nhỏ, chị thấy cái đầu bông tư. Bà chị của chị để ý thôi, bà chị hiền á. Tôi thấy bà nhỏ mày mua đây, mày mua đây. Không ra, bà thấy cái đầu bông tư, bà để ý đầu bông tư. Từ đây mà biết, từ đây mà biết, cả mua rồi đó. Cứ bà mời chị để ý lại. Thời gian bàn đều với luôn. Chắc kiểu nó về vậy đó hả? Mà giác lên tới đây mình nghĩ là đã trẻ mới chơi đó thôi mấy ha. Giống mấy khen hiền là đều á. Hoa cũng thành phố về đến hoa những Chanel rồi nè, những người nước ngoài gửi về. Nước ngoài là phía ba chị này, phía mẹ bên bà cô là do không có chồng nên mới lo chứ chồng thì lo bà cụ đó thôi, bà bố đó thôi. Tiền không có thì bắt cắt, còn chị với ổng thì cũng vẫn lo cho bữa đấy đó. Bữa cháy từ chị mày chỗ đó. Không túng à. Tôi để cho nó đó mày. Không túng kìa. Chưa chứ thấy đang má dò rồi, đừng có tiếp. Còn ổng thì cái nút bà biết đó nên biểu mua ý mua đồ bà không mua đi. Sợ. Nếu chứ bà lo cho ơi đâu, phải lo cho cha mẹ gì đâu, sợ trời.